là nhiều loài cây xanh. Phía trước thì chúng ta thấy đó là cổng chính của ngôi nhà, được lợp bằng mái tranh và làm từ gỗ vườn trồng của quê hương Huyện Lệ Thủy. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1911, vị đại tướng của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời chính tại căn nhà này. Đây là một ngôi nhà rất là đơn sơ và giản dị. Đại tướng sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, có thân phụ là ông Võ Quang Nghiêm, một nhà nho yêu nước, nhưng do thi cử không đỗ đạt nên ông trở về quê làm hương sư và thầy thuốc đông y, và có mẹ là bà Nguyễn Thị Kiếp, một người phụ nữ đảm đang tân tạo nuôi con. Tuổi nhỏ, mẹ đại tướng vừa kể cho đại tướng nghe về bài vẽ rất nổi tiếng đây, rất phổ biến trong dân gian thời bấy giờ, và bài vẽ đã gieo vào lòng đại tướng từ thuở ấu thơ và theo cầu đi suốt cuộc đời về tấm gương yêu nước và ý chí cách mạng sau này. Đại tướng sinh ra và lớn lên ở căn nhà này cho đến năm 14 tuổi thì đại tướng đi vào trường Quốc học Huế và đỗ cử nhân y tế, và sau này là thầy giáo dạy sử ở trường Thăng Long Hà Nội. Gia đình đại tướng bao gồm có 7 anh chị em, những người anh cả và chị cả đã mất sớm nên chỉ còn lại 5 người, và đại tướng là người có thứ 5 trong gia đình. Các anh chị em bao gồm ông Võ Tử Toại, bà Võ Thị Lai, bà Võ Thị Điệp, bà Võ Thị Châu và ông Võ Thân Nhó. Được đây, ông Võ Thân Nhó có làm thủ trưởng bộ giáo dục. Thì thưa các thầy cô giáo, cô phụ huynh toàn thể các em sinh viên, chúng ta như thấy đây là kết cấu của một ngôi nhà ba gian. Về kết cấu ngôi nhà thì đây là ngôi nhà ngày xưa còn là ngôi nhà thượng thừa Hà Võ. Vào năm 1947, khi thực dân Pháp đã xâm chiếm Huyện Lệ Thủy, trong lúc đi đông cộng sản thì chúng đã bắt cụ ông Võ Quang Nghiêm, thân sinh của đại tướng, và chúng đã đổ dầu đốt cháy tiêu thụ hoàn toàn cái căn nhà này. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì ngôi nhà này không còn nữa, chỉ còn lại cái nền móng tơ tồi. Chính vì thế mà vào năm 1976 thì ngôi nhà này đã được gia đình và chính quyền địa phương đã phục dựng nguyên tàng chính xác trên cái ngôi nhà này. Lúc làm nhà được đây, lúc làm nhà thì chính quyền địa phương ở đây muốn làm ngôi nhà nông nghiệp đại tướng bằng một loài gỗ quý, đó là gỗ mít. Lúc đại tướng đã kiên quyết không đồng ý, vì theo đại tướng làm thế sẽ trở thành tiền lệ cho người ta thân. Vì thế, ngôi nhà đô điện của đại tướng được làm từ bằng gỗ nguyên trong của quê hương Huyện Lệ Thủy. Ngôi nhà được lợp bằng mái ngói và mái tranh rất là đơn sơ. Rồi giữa mái ngói mái tranh thì làm thêm cửa lá bằng cỏ, che mưa, che nắng và chọc cào. Chúng ta nhìn thấy đây là kết cấu của một ngôi nhà ba gian. Gian giữa thì chúng ta thấy là nơi đặt bàn thờ tổ tiên của gia đình. Phía trước là đặt bàn thờ của đại tướng có viên giáp. Phía sau là đặt bàn thờ của hai cụ cha mẹ của đại tướng, đó là ông Võ Quang Nghiêm và bà Nguyễn Thị Kiếp, là thêm di ảnh của con địa chỉ Nguyễn Thị Quang Thái, người bố đời của đại tướng. Họ đã sinh sống với nhau và sinh ra một người con gái tên là Võ Thị Hồng Anh, là giáo sư vật lý học, hiện nay bà đã mất. Và thêm hai di ảnh của hai vợ chồng em ruột là em trai Võ Thân Nho, em trai của đại tướng. Chúng ta nhớ con lại của nhà đại tướng là đứng bày cả phòng sinh hoạt như để dương, để tổ ban. Và chúng ta nhìn thấy xưa tên ngôi nhà đô điện đại tướng có rất là nhiều cái thánh, đó là phục về hoạt động của đại tướng Võ Nguyên Giáp, về hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo khác. Chúng ta nhìn thấy thế tướng và xưa tên ngôi nhà, chúng ta thấy rất là nhiều loài cây ăn quả như cây đào, cây táo, cây vú sữa và nhiều loài cây ăn quả khác. Có một số cây thì do chính cơ quan đơn vị đem đến tặng, có một số cây thì do chính tay đại tướng đem về trồng. Trong những lần ghé về thăm quê tận tết, nhưng ở đây đặc biệt nhất là vẫn là cây khế quả bọc bạc thông thuê để lên hông ngôi nhà. Thì nữa ra chúng ta sẽ ra xem cái khế cổ thú này đã tồn tại trên 100 năm tuổi. Chính khi giới ra cây khế này thì đại tướng của chúng ta đã từng ngồi học bài, làm bài và vui chơi cùng bè bạn. Đến năm 1900, sau này đất nước được hoàn toàn thống nhất, đi cứ vài năm đại tướng của chúng ta về thăm quê thăm nhà ở đây một lần. Mỗi lần đại tướng của chúng ta không về thăm quê thăm nhà được thì đại tướng thường thường xuyên là nói con cháu mình về thăm. Mỗi lần đại tướng về thăm quê thăm nhà ở đây thì nơi mà đại tướng đầu tiên đặt chân đến đó là nghĩa trang liệt sĩ xã Mái Thủy. Nơi đây đã có hàng nghìn người con em quê hương Lệ Thủy đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến thương kỳ. Đặc biệt nhất ở đây là có phần mộ của ông Võ Quang Nghiêm, người cha kính yêu của đại tướng, nơi đại tướng đến thắp hương tưởng mộ mẹ và những người thân trong gia đình được an táng gần nghĩa trang huyện. Năm 1983, thì phần mộ của ông Võ Quang Nghiêm, thân sinh của đại tướng, được đưa đi từ Huế về Lệ Thủy. Ở khu nghĩa trang đó thì có khu đất dân thân yên cho các anh hùng. Khi chính quyền địa phương ở đây muốn là chôn phần cụ ông ở gần cái phần khu đất đó, nhưng đại tướng là dứt khoát nói: cha tôi là
liệt sĩ thì phải đặt đúng tổ chức. Và rồi đến 90 năm sau thì phần mộ của bà mẹ vợ của chị Tiên là người mẹ của đại tướng được lúc vừa đưa từ Huế về với nguyên địa thủy. Lúc đó chính quyền địa phương muốn chung là phần mộ của cụ bà án táng gần mộ của ông là ông Võ Văn Nghiêm ở nghĩa trang liệt sĩ, nhưng đại tướng lại không chịu. Đại tướng nói: mẹ tôi không phải là liệt sĩ thì để chuyện đó để gia đình tôi tự lo. Vì thế ngôi nhà lưu niệm của đại tướng và phần mộ ở vùng kia đảo Yến thì hiện nay cho đến bây giờ thì gia đình của đại tướng vẫn đang vô quản lý. Và đây là một cái của lãnh tụ Điện.